Mến chào quý mặt của chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình có dịp đi xuống V-Ship ở Bình Dương, sẵn quay cho quý mặt của chú anh chị xem khu dưới đây. Giờ đang chạy vô, đường đang chạy vô. Đây rất là nhiều khu công nghiệp V-Ship Bình Dương. Đó, ở đây nè. Đó, quý mặt của chú anh chị thấy không? Đây là cái toàn gồm ốc. Bên này là như resort và trong đây là khu công nghiệp nha mọi người, bự lắm, rất là nhiều đơn vị ở đây luôn. Đây sẵn chạy vòng cho quý mặt của chú chị coi nha. Đầu tiên mình chạy hướng thẳng là đại lộ Hữu Nghị nha. Đại lộ Hữu Nghị thì mình nãy mình thấy có mấy cái tòa như là Parkview Tower nè, rồi bên đây thì có công ty trách nhiệm Ascom Highway gì nè. Rồi ở bên trái của các bạn chú là đây nè, Sinnam Metro Việt Nam. Đó. Rồi đây là King Power. Quá trời luôn. Này mới có một đoạn nhỏ thôi nha quý bà cô chú anh chị. Còn nhiều hơn nữa. Đây nó bự lắm nha, mình chỉ đi một đoạn quay lại thôi. Bự lắm. Trời ơi, giờ đây bỡ ngỡ luôn. À, bên đây là chi cục hải quan Việt Nam Singapore. Đầy đủ. Để chạy qua xe tải. Còn bên đây là công ty của hãng Qua Sông. Công ty Post. Tất cả đều là trách nhiệm hữu hạn nha mọi người. Trách nhiệm hữu hạn về đây nhiều lắm. Đó. Quá trời bự luôn. Vision. Vision International. Ở đây như công ty xe máy nè. Quá trời quá đất luôn. Xe máy quá trời. Sẽ đánh một vòng cho quý bà cô chú anh chị xem nha. Clip này cũng là khá dài, quý bà cô chú xem từ từ. Viva Soa. Mấy bóng đèn ở dưới đây nè, nó xài dùng mấy bóng đèn năng lượng mặt trời gì á quý bà cô chú anh chị. Phụ tùng Toyota. Đường Nguyễn Du, khu dân cư Việt Sinh nha. À, để trái là cũng ra khu dân cư Việt Sinh đúng không ạ? Đó. Đánh một vòng nha, giờ mình sẽ đánh một vòng tròn rồi mình đi ra lại. Dưới đây còn nó bự lắm quý bà cô chú anh chị. Nhà đánh một vòng ở đây. Rồi đi một vòng ở đây thì có cả Church of Ma International. Tơ mà xin bự quá, đúng là con công nghiệp nó có khác. Bự chà bá, lượng công nhân cũng nhiều nữa. Đâm chôn cái gì ta thấy có cờ Mỹ nè, Việt Mỹ đó là gì. Dạ, tiếp. Ở đây là Unicron. Bự bự không à, mấy kho rồi, mấy chỗ công ty bự bự không à. Ánh Hồng. Trách nhiệm hữu hạn thực phẩm Ánh Hồng. Đường số 8. Khu công nghiệp Việt Physics Bình Dương. Bự quá trời bự luôn. Thơm quá, đi ngang đây thơm mùi bánh quá với bà cô chú anh chị. Ở đây giống mình nghĩ có cái hãng bánh ở đâu đây nè. Nó thơm quá trời thơm. Rồi
mình sẽ đi lên tới khúc đèn xanh đèn đỏ luôn nha quý bà cô chú anh chị. Quá trời mênh mông. Xuống này là không sợ không có việc làm nha quý bà cô chú anh chị. Đi sợ ta không có tuyển dụng thôi. Mà thấy dưới đây là chắc bị công đoàn nhà xưởng. Quá trời quá đất. Rồi ở đây mình sẽ quay U đi ra lại nha. Đó, mình sẽ đánh một vòng hình chữ U với phần tiêu bất tỉnh. Đây rồi, có những cái chỗ nào. Rồi, đây là Casa Redo. Đây là vận chuyển hàng hay gì đó. Đây quá trời luôn. Nãy giờ như cường hơn 10 chỗ là bị hết nha. Cái khu công nghiệp ở đây họ sản xuất không á. Ở dưới khu này nó mát, nó đẹp ghê, sạch sẽ, đường sạch sẽ đẹp. Đây nè, khu Rape. Mấy cái tên lạ thì công ty, tất cả này mình thấy đều là công ty trách nhiệm hữu hạn không nha. Đều đây rất là lạ, các bạn thấy là công ty trách nhiệm hữu hạn không không? Nào, Đông Jun, Đông Jun. Đây không, trách nhiệm hữu hạn nè. Industrial. Rồi, thêm cái này. Hariki Precision. Đại lộ Bình Dương, đại lộ Lập. Giờ mình đi thẳng ra đại lộ Bình Dương nha quý bà cô chú anh chị. Ái da. Đó, đi thẳng ra đại lộ Bình Dương luôn. Đó, như vậy là cũng đánh cũng theo mình nghĩ nếu mình đi vậy là cũng được gần phân nửa việc xin đó mọi người. Còn mấy chồng ở đây rất to. Tiếng ở đây Việt Nam, ô Vinamilk luôn, quá trời quá đất, trẻ như đây luôn. Rồi như vậy video này mình sẽ xin tạm dừng ở đây cuộc hành trình khám phá travel review ở khu V-Ship Bình Dương đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý bà cô chú anh chị và đã có chút thời gian theo dõi. Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên cho mình một like đăng ký kênh nha. Bây giờ xin chào và hẹn lại, bye bye mọi người.